Đại hội quốc tế giới trẻ 2016 đã chính thức khai mạc ở Raco, cuộc khủng bố man rợ vào một nhà thờ ở Pháp. Đại hội quốc tế giới trẻ 2016 đã chính thức khai mạc ở Raco, một thánh lễ đại trào được tổ chức ở công viên Blodnia, Raco, Ba Lan, đã chính thức đánh dấu sự kiện Đại hội quốc tế giới trẻ bắt đầu. Đức Hồng Y Stanislaw de Ruiz đã chủ tế thánh lễ cùng khoảng 200.000 bạn trẻ của thế giới. Ngài đã nói lời chào đón họ trong nhiều ngôn ngữ trước khi giờ lễ chính thức diễn ra. Chers amis, bienvenue à Cracovie. Ngay sau lời chào đón của Đức Hồng Y, thánh tích của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Thánh Faustina Kowalska đã được cung nghênh lên bàn thờ. Cả hình ảnh của chân phước Pier Giorgio Frassati, người đã được Đức Giáo Hoàng Paul đệ nhị tuyên phong chân phước và cũng được coi là hình mẫu cho người trẻ ở Ba Lan. Cả ba vị đều là đấng bảo hộ của Đại hội quốc tế giới trẻ lần này. Trong bài giảng của vị Hồng Y người Ba Lan, Ngài đã kêu gọi người trẻ để tâm lắng nghe lời của Đức Giáo Hoàng Francisco trong những ngày này. Bên cạnh đó, họ cũng được mời gọi để nhớ lại lời dạy của Đức John Paul đệ nhị và để mở lòng họ ra cho Đức Kitô. Các bạn trẻ hành hương đã cho thấy lòng mộ mến của họ khi đứng dưới trời mưa u ám để dự thánh lễ. Đại hội quốc tế giới trẻ lần này được coi là một sự kiện đặc biệt vì nó được tổ chức tại quê hương của vị giáo hoàng đã xúc tiến những cuộc gặp gỡ của giới trẻ thế giới này. Vì thế, những ký ức của John Paul đệ nhị sẽ được nhắc lại rất sống động trong những ngày gần đây ở Raco, thành phố mà Ngài đã sống và làm việc trong ít nhất 40 năm và cũng là tổng giáo phận của Ngài trong lúc Ngài làm tổng giám mục. Cuộc khủng bố man rợ vào một nhà thờ ở Pháp. Đức Francisco vô cùng bàng hoàng và sốc nặng khi nghe tin một cuộc tấn công khủng bố vào ngôi thánh đường ở Rouen, miền Bắc nước Pháp, giết chết một vị linh mục và một người khác bị bắt làm con tin đã bị thương nặng. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, chúng tôi đã sốc khi nghe tin về bạo lực khủng khiếp này diễn ra trong nhà thờ, nơi để công bố về tình yêu của Thiên Chúa. Cha Lombardi cũng cho biết, Đức Giáo Hoàng vô cùng đau đớn và kinh hoàng trước nạn bạo lực phi lý và mạnh mẽ lên án tất cả mọi hình thức thù hận. Đồng thời, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân. Hai kẻ khủng bố đã tấn công vào nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouet ngay trong giờ lễ sáng thứ ba, bắt vị linh mục già 85 tuổi và bốn người khác làm con tin trước khi họ bị lực lượng cảnh sát Pháp bắn hạ. Giới chức trách Pháp cho biết hai kẻ tấn công tự xác nhận là lực lượng IS đã dùng dao sát hại linh mục Jacques Hamel và đã dùng camera để quay lại. Phát biểu tại Saint-Étienne-du-Rouet, Tổng thống Pháp François Hollande nói những kẻ tấn công đã thực hiện một vụ ám sát hèn nhát và nước Pháp sẽ tuyên chiến với ISIS vì các cuộc tấn công vào Pháp trong thời gian gần đây. Ông cũng cho biết nước Pháp đang ở trong tình trạng báo động tấn công bạo lực cao kể từ vụ tấn công ở Nice hồi đầu tháng này, làm thiệt mạng hơn 80 người. Trong phát biểu của cha Lombardi nói rằng, những tin tức khủng khiếp về một loạt các cuộc tấn công bạo lực trong những ngày qua đã tạo ra nỗi đau đớn và lo âu. Cha cũng cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco thể hiện sự liên đới sâu xa với giáo hội Pháp, với Tổng giáo phận Rouen và Cộng đoàn tín hữu địa phương, cũng như toàn thể nhân dân Pháp.